được thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nha các bạn. Kinh của mình sẽ không con cá. Mẹ mình chó này nó hù thoại lì tô màu xong nhé. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Quên mẹ quay chẳng nhà. Cảm ơn mẹ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mỏ nha các. Bây giờ mình tông màu xanh rồi.